Hùng Huyền Đông Anh xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi video clip của Trung tâm Thiết bị Âm thanh Hùng Huyền Đông Anh. Tại Hùng Huyền Đông Anh luôn luôn có rất nhiều những sản phẩm âm thanh từ bình dân đến cao cấp, vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke, hoặc những sản phẩm chuyên biệt nghe nhạc hoặc hát karaoke chuyên dụng. Hôm nay, ngày 12 tháng 1, Hùng Huyền Đông Anh tiếp tục về được hai cặp loa sạc Queen Vega. Vâng, đây là cặp loa sạc Queen Vega mới về tại Hùng Huyền Đông Anh ngày 12 tháng 1. Trước ống kính máy quay là cặp loa RE38. Đây là model rất khủng của hãng sạc Queen Vega. Nó thiết kế một bát 40, một loa chung và một loa tép. Sạc Queen Vega thiết kế những cặp loa mà người dùng Việt Nam rất yêu thích, bởi chúng có chức năng vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. RE38 có thiết kế cầu chì ở phía sau để bảo vệ loa tép. Quý vị và các bạn yên tâm khi sử dụng cặp loa này vì loa cho tiếng bass rất uy lực mạnh mẽ. Các bác không phải mua thêm loa súp nữa mà có thể nghe nhạc hoặc hát karaoke rất thoải mái. Bên cạnh là cặp loa E712. Vâng, 712 nhỏ hơn RE38 vì nó được thiết kế một bát 30, một chung, một tép và có bộ tinh chỉnh. Mẫu này thì thon gọn và rất đẹp, phù hợp với không gian gia đình vừa phải. RE38 và E712 là hai cặp loa mới về tại Hùng Huyền Đông Anh ngày 12 tháng 1. Và mức giá của cặp loa E712 đang được bán tại đây với giá là 18 triệu và cặp loa RE38 là 27 triệu. Nếu quý vị và các bạn đang cần tìm một cặp loa mà vừa đáp ứng yêu cầu nghe nhạc hay hát karaoke thoải mái thì RE38 và E712 là hai cặp loa rất đáng để quý vị và các bạn quan tâm và sưu tầm. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Tất cả những sản phẩm từ bình dân đến cao cấp tại Hùng Huyền Đông Anh thì đều có thể bán trả góp và ship hàng đến tận nơi cho quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, đã xem video clip. Quý vị và các bạn hãy nhấn like, share để Hùng Huyền Đông Anh luôn luôn có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng quý vị và các bạn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.